Về đồ thị tốc độ phản ứng bằng phần mềm Gemcat thì quý thầy cô. Đầu tiên chọn cái đường thẳng ở đây. Nó vẽ một cái đường nhánh ship và kéo lên. Rồi nhấn vào dấu mũi tên bên trái. Và chọn Property. Và chọn Property để mà chọn cái độ đậm là một. Màu cho màu xanh đi. Màu cho màu xanh. Apply. Bấm Ctrl C, Ctrl V để dán lên một mũi tên thứ hai và chọn xoay ở phía trên. Ta chọn xoay, xoay cho nó phù hợp. Rồi kéo mũi tên này dài ra một chút. Rồi. Kéo mũi tên dài ra một chút ha. Sau đó chọn đường thẳng tiếp. Ấn phím Shift. Để vẽ cái nét đất ở vị trí cân bằng đó. Để vẽ cái nét đất ở vị trí cân bằng. Rồi chọn ra mũi tên, bấm chuột phải, chọn Property, chọn nét đất, chọn màu sắc, cho màu đỏ đi. Rồi bấm Apply vào. Chúng ta sẽ được ở nét đất, được ở cái nét đất. Sau đó chọn đường kẻ tiếp. Nhấn phím Shift vẽ đường ngang ở vị trí cân bằng. Rồi bấm chốt chuột phải, chọn Vertex để chọn hiệu ứng là độ đậm 0,75 đi. Cho màu xanh, xanh lá. Và apply vào. Bây giờ tới giai đoạn vẽ cái đường cong. Rồi chọn nét cong bên này. Cứ vẽ ra, vẽ cái nét cong ra thôi. Vẽ cái nét cong ra như vậy. Chúng ta cứ vẽ đại rồi ta hiệu chỉnh sau. Sau khi vẽ xong thì chọn nút xoay, nút xoay ở sát bên cái mũi tên bên trái, bên này bấm. Và kê mũi tên vào, kê chuột trái vào, chúng ta sẽ có cái dấu mũi tên cong đó và chúng ta quay. Quay cái nào chúng ta thấy phù hợp thì thôi. Chúng ta chọn lại dấu mũi tên ban đầu. Kéo hình lên. Chúng ta kéo cái hình lên cho nó sát vào cái vạch màu xanh. Chưa phù hợp lắm, chúng ta xoay tiếp. Rồi ta xoay tiếp như vậy cho nên xem nó phù hợp, cho nó kê sát vào cái vạch màu xanh. Ta chọn lại. Kéo xuống cho nó phù hợp, cho nó vừa với cái trục tung. Để kéo một chút nữa. Rồi kéo ngang cho nó sát vào trục tung. Rồi chúng ta được xem đã được chưa. Nếu cần xoay chỉnh thì chúng ta sẽ xoay chỉnh thêm một chút. Thay thêm một chút nữa đi. Cái việc làm như thế này thì giúp chúng ta tạo ra các cái bài tập và là câu hỏi lý thuyết về cái chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Chúng ta sẽ đưa vào các bài tập chúng ta được mà không phải cắt những cái hình ở trong sách khoa nó có sẵn. Những cái hình đó thì khi mà chúng ta dán vào thì nó đen, nó xấu. Rồi chúng ta xoay làm sao mà thấy hợp lý. Như thế nào là hợp lý? Rồi chọn màu. Apply vào. Tôi phải xoay một chút nữa. Cái này phải xoay thêm một chút nữa nên không có được, chưa được đang hơi xuống một chút. Chọn vào nút xoay. Xoay một chút nữa. Rồi, chúng ta căn chỉnh cái vạch đỏ và vạch xanh cho nó khớp nhau và đã ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta copy thêm và ấn vào nút lật, lật cái hình ngược lại để chúng ta biểu thị cho tốc độ phản ứng nghịch. Kéo xuống. Rồi, chọn vào dấu mũi tên bên trái. Rồi, để kéo hình lên cho nó sát vào mốc 0. Sát vào mốc 0. Apply vào, đổi màu.
Vậy ta đã được xong cái khung rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới các cái chữ, bấm đánh chữ vào để vị trí cân bằng. Đối với các cái phản ứng mà cụ thể thì chúng ta sẽ thay cái chữ thôi. Vẫn cụ thể nào đó thì chúng ta sẽ thay cái chữ này thôi. Theo công thức thay chữ vào. Chọn phong rồi. Ta chọn được dấu mũi tên để chọn thêm các cái hiệu ứng như là màu sắc, độ đậm, chọn property ở chuột phải, chọn màu xanh lá đi và chọn đậm, add đi vào, kéo xuống vị trí cân bằng. Chúng ta đã có chữ mẫu rồi, bây giờ chúng ta sẽ copy cái chữ này ra, Ctrl C, Ctrl V dán qua, là ấn vào chữ. Đây là V thuận, tốc độ phẫu thuận, sửa thành V thuận. Chọn mũi tên, kéo cho hợp lý vào và có thể chọn nhấp chuột phải cho vertex để chọn màu thuận thì nghịch thuận thì cho màu đỏ đi, và apply vào và xoay, ấn nút xoay sát bên mũi tên, chúng ta xoay cho nó phù hợp cái đường cong của phẫu thuận, chúng ta xoay rồi. Sau khi ổn rồi, chúng ta sẽ copy cái V thuận này, Ctrl C, Ctrl V để dán thành một chữ mới. Nên chúng ta sẽ sửa thành V nghịch, ấn vào chữ để sửa thành V nghịch. À, cũng dễ làm. Để nó bị thiếu thì kéo ra một chút, kéo bên phải ra một chút. Rồi. À, sau đó sẽ ấn xoay, ấn vào vị trí xoay ở trên. À, đổi chữ, đổi màu, cho thành màu xanh, xanh dương đi, apply. Tắt đi và ấn vào xoay để phù hợp với cái tốc độ của phẫu nghịch, đường cong của phẫu nghịch, đưa chuột trái vào và rơi đến cái chỗ đường cong, ta sẽ xoay rồi ta hợp lý, ta đẩy vào đó, như vậy là ta đã có được V nghịch rồi. Bây giờ chúng ta còn ở cái tốc độ, ở cái V thuận bằng V nghịch ấy, thì nếu mà viết đẹp thì chúng ta nên dùng mắt hai nhé. Còn đây là chúng ta thêm các yếu tố về thời gian, chúng ta copy cái chỗ cần cân bằng thôi và sửa chữ lại. Chúng ta chọn phông chữ rồi, thời gian nhấn mũi tên, nhấn chuột phải để thay đổi cái màu sắc cỡ chữ, nhấn chuột phải vào, chọn property, chọn thành màu xanh dương đi, apply. Rồi Ctrl C, Ctrl V cái thời gian này, chúng ta được một chữ mới, và đây chính là trục tung, là tốc độ của phản ứng. Chúng ta sửa thành tốc độ của phản ứng. Chúng ta cứ gõ bình thường. Rồi kéo ra cho nó vừa. Rồi tiến hành xoay. Chúng ta sẽ xoay ở cái trên, chọn dấu mũi tên vào này để xoay cái biểu tượng. Rồi xoay. Là bấm nó xoay ở đây 90 độ và kéo vào. Rồi. Đã được cái trục tung là tốc độ phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta cần cái V thuận bằng V nghịch nữa. Thì chúng ta sử dụng phần mềm Mắt 2 để gõ cái V thuận bằng V nghịch. Thì chúng ta phải chọn cái phông chữ lại, chọn cái kiểu là Venue Window để gõ được tiếng Việt trong Mắt 2. V Ctrl L thuận bằng V nghịch, V Ctrl L và V nghịch. Rồi chúng ta copy. Sau đó gõ Mắt 2 xong thì chúng ta bôi đen và Ctrl C nhấp vào bên chỗ trên két, chúng ta Ctrl V và dán vào. Thì như vậy là chúng ta đã có được một cái sơ đồ tốc độ phản ứng rồi. Và với những cái phản ứng cụ thể thì chúng ta sẽ thay cái từ V thuận bằng cái V của một phản ứng cụ thể nào đó. Cái chỗ cân bằng đó chúng ta có thể thay bằng một cái phản ứng nào đó. Được, thay đổi cái yếu tố này được. Và chúng ta sẽ quét toàn bộ hoặc là bấm Ctrl A và bấm Ctrl C để dán qua Word, mở Word lên. Chúng ta dán qua thôi. Vậy chúng ta đã được một cái hình vẽ về tốc độ phản ứng mà không phải cắt từ một cái tài liệu nào cả. Và chúng ta sẽ tùy chỉnh ở những cái bài đề kiểm tra của chúng ta. Rồi, như vậy là xong cái chúc quý thầy cô thành công.